Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình được thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Văn Duy có địa chỉ tại Nà Ngự, Sông Mã, Sơn La. Và đối với công trình này của chúng ta đang được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại và kết hợp với cả là hệ mái Nhật một tầng. Duy chỉ có một tầng thôi, nhưng mà phía bên trong cái việc chúng ta bố trí công năng ra làm sao thì lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn. Và đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, còn ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía Thanh Công Cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh Nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh Lâu đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mi Home Nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh Kỹ sư Chế Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh Lâu đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Min Home Nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh Kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát, xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ý, thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì như đã giới thiệu với quý vị, giờ công trình này được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả là hệ mái Nhật một tầng thì nó đã đem lại rất nhiều những cái đặc điểm của một ngôi nhà vườn rồi. Đặc biệt là với một khoảng không gian sân vườn xung quanh rất là rộng rãi như thế này thì khi mà chúng ta thiết kế với cái hệ mái Nhật cũng như là phong cách hiện đại có thể nói rằng là đã trở nên rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Rất nhiều công trình mà chúng ta đang được thiết kế và đầu tư theo đúng cái phong cách
kết hợp với các là cái máy này. Và tại sao đang được lựa chọn rất nhiều như vậy? Bởi vì là những cái ưu việt mà các phong cách này đem lại, trước hết là với cái phong cách hiện đại quý vị nhé, thì nó sẽ bao gồm là những cái khối hình vuông vức sẽ giúp cho công trình chúng ta trở nên đơn giản gọn nhẹ, nhưng mà vẫn không kém cái phần mà khỏe khoắn thanh tao. Đặc biệt nữa là cái chi phí đầu tư cho công trình bao giờ nó sẽ giảm thiểu so với những cái phong cách cổ điển hay là phong cách tân cổ, vì không có những cái phù điêu trang trí hay là những cái họa tiết hoa văn thì sẽ giảm thiểu được những cái chi phí giá thành nhân công xây dựng công trình. Và đặc biệt là phía bên trên, khi mà chúng ta kết hợp với cả hệ máy Nhật ý, thì nó có thể đem lại rất nhiều những cái ưu điểm vượt trội so với cái hệ máy bằng. Ở đây chúng ta đã có một cái độ dốc tự nhiên rồi, nó sẽ hạn chế cái sự tù đọng của nước mưa phía bên trên phần mái, sẽ không lo những cái vấn đề bị thấm, bị dột hay là bị nứt vỡ phía bên trên phần mái nữa. Nếu như mà chúng ta làm hệ máy bằng thì cần phải quan tâm đến những cái phương pháp chống thấm này, hay là về những cái yếu tố như là cái việc thoát nước làm sao cho nó hiệu quả để không lo nó bị tích tụ nước phía bên trên phần sàn mái. Và đối với mái Nhật này, nó còn có một cái ưu điểm vượt trội khác nữa, đó chính là cái việc chống những cái tác động của tự nhiên môi trường xung quanh, những cái ánh nắng nóng rất là tốt. Không lo rằng là những cái ngày hè oi bức ngột ngạt thì những cái ánh nắng đó nó sẽ chiếu xuống không gian sống phía bên dưới chúng ta, khiến cho chúng ta bị ngột ngạt khó chịu, mà nó đã được lưu trữ cái không gian, cái không khí nóng ở phía giữa cái phần là lớp mái ngói này với cả cái lớp đổ chân bê tông của công trình rồi, giúp cho cái đời sống của chúng ta trở nên thoải mái hơn. Và đối với mái Nhật này thì chúng ta sẽ có cái chi phí đầu tư rẻ hơn so với những cái loại mái Thái hay là mái Mansard, bởi vì là không cần phải đầu tư quá là nhiều những cái vì kèo mái ngói hay là về những cái chi phí nhân công xây dựng, cái khoảng thời gian thi công công trình không bị kéo dài ra như là những ngôi nhà mái Mansard. Mà ngoài ra nó vẫn rất là đẹp nhá. Nếu quý vị để ý ở đây thì có những cái mảng mái trùng điệp với nhau, mảng mái nhỏ, mảng mái lớn, thì nó đã khác xa với cả những cái mái Nhật ngày xưa cha ông chúng ta hay sử dụng rồi, sẽ là những cái mảng mái đơn thuần thôi úp lên phía bên trên mái nhà, không có một cái điểm nhấn gì cả. Thậm chí là bây giờ chúng ta còn có thể làm thêm những cái hệ thống chuồng chim giả phía bên trên như thế này. Đó, nó sẽ giúp cho những cái mảng mái không bị trống trải, và ngoài ra nữa thì sẽ tăng thêm cái tính giao diện cho ngôi nhà. Và đối với sảnh chính của công trình này, chúng ta đang sử dụng hệ thống bậc ngũ cấp đi lên. Với hệ thống bậc ngũ cấp, nó sẽ làm gia tăng thêm cái chiều cao cho công trình, nó trở nên bề thế và đồ sộ hơn, không lo những cái yếu tố ví dụ như là nó bị thấp hơn so với mặt đường hay là mặt vườn xung quanh, nếu như mà sau này mặt đường mà nâng sửa khiến cho cái sàn nhà của chúng ta bị thấp hơn, khiến cho nước nó bị tràn ngược vào trong nhà hay là trong quá trình chúng ta di chuyển nó sẽ bị khó khăn. Và đối với hệ thống bậc ngũ cấp như thế này, nó sẽ đảm bảo rất là tốt cho phong thủy khi mà biểu trưng cho hệ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, và ở đây cũng đang được sử dụng hai màu sắc khác nhau giữa mặt bậc và cột bậc này, giúp cho quá trình chúng ta di chuyển đi lại sẽ dễ dàng nhìn hơn, tránh cái việc là bị bước hụt hay là vấp ngã. Đối với cái sảnh phụ này của chúng ta cũng đang được thiết kế đầu tư không kém cạnh gì so với sảnh chính, với những cột trụ hai bên này, thậm chí là phía bên trên sẽ có một cái hệ mái tương tự như là mái Nhật của cột trụ. Đó thì nó sẽ giúp cho công trình chúng ta đồng nhất cái lối thiết kế, cái phong cách thiết kế từ tổng thể cho tới những cái chi tiết nhỏ, những cái sảnh chính cho tới sảnh phụ. Và một cái yếu tố nữa mà chúng ta cần quan tâm đến cái sảnh chính này, đó chính là về cái cửa đi. Cái cửa này đó sẽ là một cái nơi mà chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống sinh hoạt tinh thần của gia chủ. Thậm chí còn có một công cụ gọi là thước lỗ ban để đo về kích thước của cửa rồi. Chúng tôi đã cập nhật trên trang web, quý vị có thể truy cập vào và sử dụng một cách miễn phí, xem rằng là những cái chiều rộng, chiều cao nó sẽ rơi vào những cung nào là nó phù hợp, nó tốt với mình, tránh những cái cung xấu gây hiểm họa hay là thất thoát tài sản. Và một cái yếu tố thứ hai nữa chúng ta cần quan tâm đến cái cửa chính này, đó chính là về cái vật liệu sử dụng cho công trình. Thì hiện tại trên thị trường có đang rất nhiều những cái vật liệu khác nhau, những cái mẫu mã cũng như là những cái giá thành, và mỗi cái cũng sẽ có những cái ưu điểm, nhược điểm khác nhau để quý vị có thể lựa chọn. Và chúng tôi cũng khuyên rằng là quý vị nên hạn chế sử dụng cửa gỗ tự nhiên, bởi vì là sau một vài năm thôi là nó sẽ bị cong vênh hay là mối mọt. Thay vào đó chúng ta lựa chọn những cái vật liệu nhân tạo khác, ví dụ như là cửa thép vân gỗ chẳng hạn, thì cái giao diện của nó sẽ không khác biệt gì so với cửa gỗ tự nhiên cả. Và ngoài ra nó còn có thể chống chịu được những cái tác động của tự nhiên môi trường xung quanh, không lo những cái vấn đề như là bị mối mọt hay là bị cong vênh như là cửa gỗ tự nhiên. Ở đây thì chúng ta đang sử dụng hai màu sắc chủ đạo nhé, kết hợp giữa màu trắng kết hợp với cả là màu xanh. Nhưng mà quý vị để ý ở đây rằng là cái màu xanh đã được pha trộn bởi rất nhiều những màu sơn khác nhau rồi, tạo thành một cái màu sơn. Ở đây chúng tôi đang đặt là cái mã MH2996D. Thì nó đã không giống như là những cái màu xanh nguyên bản như là màu xanh da trời này hay màu xanh lá cây. Thì nó đảm bảo theo cái yếu tố chuyên môn trong cái việc thiết kế hội họa, thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta nhìn vào cái giao diện nó sẽ thuận mắt hơn, không bị cái cảm giác là bị chói mắt.
hay là cái việc yếu tố chuyên môn ghim màu, là mỗi công trình chúng ta sẽ chỉ sử dụng từ 2 đến 3 màu sắc thôi, thì nó sẽ giúp cho công trình chúng ta trở nên lôi cuốn hơn, thu hút hơn, không bị rối mắt, và đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài chúng ta nhìn vào nó vẫn không bị chán mắt. Và đó là về phần ngoại thất của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản vẽ kỹ thuật. Đối với tất cả những cái bản hồ sơ mà do Mark Home thiết kế, chúng tôi sẽ đều đầy đủ những nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Trước hết là về bản hồ sơ kiến trúc, chúng ta sẽ có một cái mục lục bản vẽ kiến trúc bao gồm là 36 trang vẽ. Tại đây cũng sẽ đầy đủ những cái nội dung chính bao gồm là danh mục bản vẽ này, mặt bằng hiện trạng, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng bát trạch phong thủy, mặt bằng nội thất, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết vệ sinh, cầu thang, cửa đi, cửa sổ, rồi là những cái mặt bằng lát sàn, trần đèn nữa. Thì tất cả cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉ theo đúng với các bản vẽ kế hoạch hơn. Đặc biệt là với những người thợ xây, khi mà chúng ta đọc vào bản vẽ này cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được những cái thông tin, và nó cũng cực kỳ là thuận tiện nữa. Ví dụ như là chúng ta cần phải xem cái nội dung mặt bằng định vị công trình chẳng hạn, chúng ta sẽ xác định nó là cái ký hiệu KT02 và nằm ở cái số thứ tự thứ 3. Từ đó chúng ta mở đến cái trang vẽ này luôn, thì nó sẽ giống như là một cái mục lục của cuốn sách chúng ta hay đọc vậy. Tiếp theo là về cái mặt bằng hiện trạng của công trình, chúng ta sẽ có thể xác định được cái hình dạng và cái kích thước của lô đất, đặc biệt là xung quanh chúng ta sẽ có những cái yếu tố nào, ví dụ như là xung quanh đều là nhà hàng xóm này, phía đằng trước này sẽ là đường giao thông, từ đó chúng ta có thể điều chỉnh những cái vị trí của công trình nằm trên lô đất làm sao cho nó phù hợp. Tiếp theo là về mặt bằng định vị công trình, thì từ đây chúng ta sẽ có thể xác định cái hướng của công trình dựa vào cái sảnh chính này nhé. Thường rằng là trong các bản vẽ của chúng tôi sẽ có hướng bắc lên phía bên trên này, hướng nam xuống phía bên dưới, hướng đông sang phía bên tay phải, là hướng tây sang phía bên tay trái. Từ đó xác định hướng thông qua sảnh chính này, nó đang xuôi theo cái hướng là hướng tây nam, một trong những cái hướng khá là tốt theo cái thời tiết khí hậu của Việt Nam. Tuy nhiên rằng là xem nó có thực sự phù hợp với tuổi gia chủ hay không, chúng ta sẽ đến với trang vẽ mặt bằng bát trạch phong thủy. Dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1987, mệnh Tốn, Đông Tứ Mệnh, từ đó chúng ta xác định được những cái hướng tốt, ví dụ như là hướng nam là thiên y, thiên thời che chở, hướng đông nam là phục vị được sự giúp đỡ, hướng đông là phúc đức mọi sự ổn định, và hướng bắc là sinh khí phúc lộc vẹn toàn. Từ đó có thể điều chỉnh những công năng nội thất phía bên trong làm sao cho phù hợp với tuổi gia chủ hơn. Tiếp theo là về mặt bằng nội thất của công trình, thì công trình chúng ta chỉ có một tầng thôi, thế cái việc xem qua một trang vẽ là đã có thể nắm rõ được toàn bộ những cái nội thất công năng phía bên trong rồi. Từ trang vẽ này chúng ta sẽ có thể xác định cái chiều rộng mặt tiền là 10m, chiều sâu là 17,1m. Như vậy thì chúng ta đã có cái tổng diện tích một mặt sàn lên tới 170m², rất là thoải mái để có thể bố trí những công năng phía bên trong rồi. Trong đây chúng ta sẽ bố trí bao gồm là một khu vực phòng khách có diện tích là 42m², có một cái bộ bàn ghế sofa này kết hợp với cả một kệ TV phục vụ nhu cầu giải trí nữa. Ở đây sẽ có hai lối tiếp cận nhé, cái sảnh phụ phía bên hông của công trình cũng sẽ nối liền vào khu vực phòng khách luôn. Và tại đây chúng ta sẽ có một không gian tâm linh là phòng thờ, diện tích là 12m², được liên thông tới khu vực phòng khách. Nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố là liên thông không khí hay là kết nối hài hòa âm dương hơn, có mặt hướng ra phía trước của công trình cũng sẽ đảm bảo rất là tốt cho phong thủy. Và những công năng còn lại của công trình chúng ta sẽ sử dụng bao gồm là 4 phòng ngủ. Đó thì đối với công trình này của chúng ta thì theo cái nhu cầu sử dụng của gia chủ, chúng ta sử dụng hoàn toàn cho những cái phòng ngủ. Trong đó sẽ có 2 phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, đó chính là phòng ngủ 1 diện tích 18m² và phòng ngủ 4 diện tích 16m². Tại đây thì đối với tất cả nhà vệ sinh khép kín, chúng ta sẽ đều đầy đủ những cái trang thiết bị vệ sinh, ví dụ như là lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Đặc biệt là phòng ngủ 1 chúng ta còn có cả một cái bồn tắm nữa. Còn lại xét về tất cả những công năng của phòng ngủ, chúng ta sẽ đều đầy đủ những nội thất từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc trang điểm cũng như là một cái đôn để đầu giường. Riêng phòng ngủ 1 chúng ta sẽ có 2 giường ngủ quý vị nhé, có thể là sử dụng cho nhiều thành viên, ví dụ như là con cái chúng ta sử dụng ở phòng ngủ này rất là hợp lý rồi. Và cái này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu sử dụng của gia đình thôi. Còn nếu như quý vị sử dụng, thường chúng ta sẽ bố trí thêm một cái khu vực phòng bếp với cả phòng ăn đúng không? Thì tại đây phòng ngủ 1 chúng ta có thể điều chỉnh sang một khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn vẫn rất là thoải mái. Và để xem rằng là cái phần nội thất của công trình này đã được bố trí và được thiết kế đẹp như nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản vẽ 3D nội thất để xác định về những cái màu sắc cũng như là về những cái vật liệu sử dụng cho công trình. Ví dụ như tại đây chúng ta xác định được luôn những cái vật liệu sử dụng, ví dụ như là cái loại gạch lát sàn là bằng cái gạch ceramic vân đá màu sáng, kích thước là 60x60 thì nó sẽ giúp cho cái không gian chúng ta trở nên sáng sủa hơn, và nó sẽ tạo ra cái màu sắc tương phản với cả là những cái nội thất của công trình như là bộ bàn ghế này, những cái rèm cửa hay là về những cái đồ gỗ nội thất của công trình, nhìn nó sẽ có điểm nhấn nhiều hơn.
cho tới các phòng ngủ thì chúng ta đã lựa chọn một cái loại sàn khác làm bằng sàn gỗ. Nó sẽ tạo ra cảm giác là ấm áp hơn vào mùa đông và sẽ mát mẻ hơn vào mùa hè. Cả hai khu vực nhà vệ sinh khép kín của công trình này chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cái việc hạ cốt và đánh dốc cho nó cẩn thận, hạn chế việc là nó sẽ bị tràn ngược nước ra phía bên ngoài, sẽ khiến công trình chúng ta bị ẩm ướt và bị trơn trượt khi mà chúng ta di chuyển. Tất cả hai nhà vệ sinh này đã đều được ốp gạch men đá lên cao đến kịch trần để dễ dàng lau chùi vệ sinh, hạn chế cái ảnh hưởng của nấm mốc hay là những cái tích tụ bẩn khi mà chúng ta sử dụng. Và đó là về bản vẽ nội thất 3D của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ kỹ thuật để cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao công trình dựa vào trang vẽ, đó chính là mặt đứng trục CA. Từ đây có thể xác định chiều cao tổng thể là 8m, trong đó chúng ta sẽ đầu tư là 750mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới này, 3,9m cho chiều cao thông thủy của tầng 1, và riêng phần mái nhật phía bên trên đầu tư khá là cao lên tới 3,4m rồi. Tất cả những cái tỷ lệ này đã được Mark Home thông qua những cái quá trình sàng lọc làm sao cho nó ra được cái tỷ lệ hài hòa nhất khi mà chúng ta nhìn từ phía bên ngoài giao diện, hay là những cái tỷ lệ này nó sẽ đảm bảo rất là tốt cho phong thủy. Phía dưới này cũng sẽ có những cái trang vẽ về mặt cắt AA, mặt cắt BB thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường, giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉ theo đúng với các bản vẽ kế hoạch. Những cái độ dày, độ dài của dầm sàn tường hay là những cái vị trí của cầu thang, cửa đi, cửa sổ nó nằm ở đâu. Tiếp theo là về hạng mục điện nước thì tại đây chúng ta sẽ đầy đủ những cái nội dung chính bao gồm ký hiệu thiết bị điện này, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh, những cái sơ đồ nguyên lý cấp điện, mặt bằng thống kê chi tiết lắp đặt thiết bị hay là bảng thống kê thiết bị nữa. Đặc biệt là phía dưới này chúng ta sẽ có một cái bảng thống kê thiết bị, nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta mua sắm lắp đặt cũng sẽ không bị thừa chỗ nọ thiếu chỗ kia. Đặc biệt là với những cái hạng mục điện nước như thế này thì cái chi phí phát sinh của nó rất là nhiều nếu như mà chúng ta mua bị thừa. Đó thì đây chính là một cái ưu điểm vượt trội cho một công trình có được một cái bản vẽ kỹ thuật nó rõ ràng ngay từ ban đầu. Tiếp theo là về hồ sơ kết cấu của công trình thì tại đây chúng ta đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng là móng cốc bê tông cốt thép. Móng cốc thì nó sẽ bao gồm là những cái cột đặt riêng lẻ, đó thì nó sẽ có cái độ sụt lún không đồng đều như là những cái loại móng băng hay là móng cọc, nhưng mà nó lại có cái chi phí đầu tư cho công trình nó rất là rẻ. Thế là bây giờ cũng đang được sử dụng rất nhiều trong những công trình dân dụng. Và đặc biệt là trong quá trình thiết kế thì đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đã về trực tiếp tại địa bàn để khảo sát xem là cái nền địa chính ở đó như thế nào, xem rằng là chúng ta lựa chọn cái nền móng ra làm sao cho nó đảm bảo được cái yếu tố chuyên môn. Thế là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái giải pháp xử lý nền và móng này. Cuối cùng là về phần dự toán của công trình thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ công cụ chuyên nghiệp và chính xác nhất để có thể bóc tách những hạng mục này từ những cái phần lớn nhất như là phần mái này, phần hoàn thiện hay là phần thô, cho tới những cái rất là nhỏ nhặt chi tiết thôi, như là những cái khối lượng của gạch, rồi là những cái khối lượng của đá, hay là những cái chi tiết rất là nhỏ như là bạt trải sàn hay là những cái con kê cũng đã được liệt kê rất là rõ ở đây rồi. Đặc biệt là với những cái đơn giá thanh tiền phía bên cạnh cũng giúp quý vị có thể chủ động hơn trong quá trình theo dõi tình hình tài chính, kinh phí đầu tư cho công trình. Và chúng tôi cũng cam kết sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là toàn bộ sẽ không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Thế là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về giá thành đầu tư cho công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Duy có địa chỉ tại Sơn La. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.